Thưa quý vị, hơn 2.000 năm Phật giáo hiện diện tại Việt Nam đã cho thấy giá trị đạo đức tốt đẹp, những tư tưởng triết học thâm sâu phù hợp với thực tiễn mọi thời đại. Chính vì lẽ đó, nhu cầu cần được bảo tồn, tổng hợp, phát huy các tài liệu Phật giáo của chư tổ tiền nhân cũng như nghiên cứu, biên phiên dịch, xây dựng Đại Tạng Kinh bằng tiếng Việt ngày càng trở nên cấp thiết. Và ngày 1 tháng 2 năm 1989 đã trở thành dấu mốc quan trọng khi Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam được thành lập, mở ra chặng đường xây dựng và lan tỏa kho tàng tri thức Phật giáo một cách có hệ thống tại Việt Nam. Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, trụ sở tại Thiền viện Vạn Hạnh, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh của hiện tại. Đó là một trong những thành quả của chặng đường vượt khó từ ngày đầu mới thành lập. Trong một cái tình hình là đất nước đang gặp là khó khăn. Vì vậy cho nên là cái cơ sở vật chất là phải nói rất là thiếu thốn. Tất nhiên ở tại cái cơ sở mà chúng ta đang đứng đây là bao gồm có 3 đơn vị. Thứ nhất là Thiền viện Vạn Hạnh. Thứ hai là Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Và thứ ba, Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Và Học viện Phật giáo lúc đó chỉ là một cái dãy nhà tôn và thiếu những cái là thống nhất là những cái nhân tài còn trong lĩnh vực là Phật giáo. Dịch kinh á, phải nhẫn nại trong dịch làm sao cho chuẩn mực cái ngôn ngữ tiếng Việt thôi. Cái khó nhất là chuyện đó thôi. Tại tiếng Hán, rồi tiếng Bali, rồi tiếng Anh. Thì bây giờ nhiều bộ từ điển cũng giúp cho mình để mình tham khảo, mình dịch cho tốt. Nhưng mà cái người Việt mình thì phải là những vị mà trực tiếp tham gia dịch, phải là những vị làm sao thuần thục và giỏi tiếng Việt. Ngược dòng thời gian, sau khi có 4 quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam vào những năm 1989 đến năm 1993, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam được hình thành và bắt đầu đi vào hoạt động. Ngày 1 tháng 2 năm 1989, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định cho phép Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành lập Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Ngày 16 tháng 2 năm 1989, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định Hội đồng Quản trị Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam bao gồm 1 viện trưởng, 4 phó viện trưởng, 1 tổng thư ký và 6 ban chuyên trách, Phật giáo Việt Nam, Phật giáo quốc tế, Phật học chuyên môn, biên tập in ấn xuất bản, thư viện và văn phòng. Ngày 17 tháng 3 năm 1990, Hội đồng Trị sự bổ nhiệm nhân sự Hội đồng Chỉ đạo Phiên dịch và Ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam gồm có 10 vị, Chủ tịch là Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ngày 25 tháng 10 năm 1993, Hội đồng Quản trị Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam được thành lập, bao gồm 11 vị và 3 vị cố vấn, viện trưởng là Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu. Phật giáo Việt Nam mình có tiếng là đã được du học Phật, du nhập Phật giáo trên 2.000 năm. Nhưng mà chư Tôn Đức chỉ dịch một số bộ kinh thôi, chứ chưa khi nào mà kết tập in ấn thành một bộ Đại Tạng Kinh tiếng Việt. Thì cái thế hệ của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu, Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tri Tịnh, Hòa Thượng Thích Tri Thủ, Hòa Thượng Thích Thiện Siêu, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, là các bậc này cứ nối tiếp nhau và tập trung làm sao thực hiện cho được cái Đại Tạng Kinh tiếng Việt. Thì vì chúng tôi cũng nối tiếp cái hoài bão, cái tâm nguyện của chư Tôn Đức. Sau 35 năm, ở thời điểm hiện tại, Viện là một trong 13 ban viện trực thuộc Trung ương Giáo hội. Hòa Thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, làm viện trưởng, tiếp nối sứ mệnh thiêng liêng của nhị vị viện trưởng, tiền Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu, viện trưởng sáng lập viện và Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chí Quảng. Với 6 ban chuyên trách thuở ban đầu, Viện hiện nay có 2 phân viện, gồm Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội, Phân viện Nam Tông Khmer, 11 trung tâm chuyên môn và 2 ban. Viện với định hướng hoạt động là mở rộng và thúc đẩy công tác nghiên cứu Phật học tại các viện, trung tâm nghiên cứu Phật học của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hợp tác và liên kết nghiên cứu Phật học với các cơ sở nghiên cứu trong nước và nước ngoài, nhằm nâng cao chất lượng học thuật Phật giáo, tập trung nghiên cứu có định hướng, khẳng định và làm nổi bật tinh hoa bản sắc của Phật giáo Việt Nam. Mỗi cái đầu việc cũng đều cũng cần có những người chuyên tâm làm việc theo cái sở trường của mình, thì chúng tôi thấy rằng là nó cũng rất phù hợp. Nó càng ngày với cái việc phát triển quy mô
thì cũng cần phải có những cái phân viện, cần có những cái trung tâm chuyên biệt, và thậm chí là sau này có những cái trung tâm nghiên cứu về tư liệu Phật giáo, ví dụ tư liệu Hán Nôm, để góp phần vào cái tục tạng Phật giáo Việt Nam. Nếu như Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam đặt trụ sở tại Thiền viện Vạn Hạnh, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh và đa phần các trung tâm sinh hoạt tại khu vực phía Nam, thì chỉ riêng Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội thành lập từ tháng 9 năm 1990, hoạt động tại khu vực phía Bắc. Phân viện xuất bản Nội San, nay là tạp chí nghiên cứu Phật học, để đăng tải những công trình nghiên cứu Phật học và là diễn đàn của Tăng Ni Phật tử trong công tác học thuật và nghiên cứu. Tháng 6 năm 2019, Phân viện ra mắt tạp chí nghiên cứu Phật học điện tử và trở thành một trong các trang Phật giáo chuyên nghiệp có nội dung tốt và số truy cập cao. Cái tạp chí nghiên cứu Phật học cũng như là cái website đều là mang cái tính chất là truyền bá Phật pháp, cũng như là cái phổ biến những cái rộng rãi những cái hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam là đơn vị chủ lực trong việc đẩy mạnh và nâng cao các công trình nghiên cứu, dịch thuật mang tính học thuật hàn lâm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trong đó, Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam là một công trình trọng điểm với cấu trúc gồm 3 phần: Phật giáo Thượng tọa bộ, Phật giáo Bộ phái và Phật giáo Đại thừa. Mỗi phần đều có kinh, luật, luận thuộc chánh tạng riêng biệt. Cấu trúc của bộ Tam tạng Thánh điển này hoàn toàn khác biệt so với các bộ hiện hành ở các nước theo Phật giáo Nam truyền như Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, hoặc các nước theo Phật giáo Đại thừa như Trung Quốc, Nhật Bản và Triều Tiên. Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam này á, bao gồm Tam tạng Nikaya mà trong bộ Đà Chẳng Tăng Tu Đà Tạng Kinh là không có. Cho nên rằng là Viện Nghiên cứu hiện nay á, đang tiến hành in cái bộ Tam tạng là Pali, rồi sẽ kết hợp với những cái kinh luật luận trong Đại Chẳng Tăng Tu Đại Tạng Kinh, kết hợp với đó là văn học sở giải của Phật giáo Việt Nam, và tuyển tập những cái tác phẩm về Phật học của Việt Nam trong thời cận đại và hiện đại. Công trình này có nhiều ý nghĩa, nhiều phương diện đưa giáo hội lên vị thế mới trong xã hội, trong nước và trên trường quốc tế. Ngày 6 tháng 11 năm 2020, Viện đã phát hành hai bộ kinh đầu tiên trong ấn bản Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam là Kinh Trường Bộ và Kinh Trung Bộ. Tính đến hết năm 2022, Viện đã xuất bản 5 bộ Nikaya và 5 quyển luật của Phật giáo Theravada, 4 bộ A Hàm của các bộ phái. Tháng 10 năm 2024 đó thì chúng tôi đã xuất bản được 21 tập trong tổng số hơn 100 tập của Tam tạng Thánh điển Việt Nam mà trước đây gọi là Đại tạng kinh Việt Nam. Thì trong vòng 2 tháng còn lại của năm 2024 này đó sẽ xuất bản thêm 3 tập nữa, thì nâng lên tổng cộng là được 24 tập. Thì trong vòng 5 năm tới thì chúng tôi sẽ cố gắng xuất bản thêm tối thiểu đó là 30 tập nữa. Thì vậy thì toàn bộ cái công trình này đó sẽ dễ được đón nhận nồng nhiệt, là bởi vì ấn bản mới có nhiều chỉnh sửa bổ sung, đối chiếu các nguồn tư liệu. Chặng đường 35 năm qua, Viện đã thực hiện nhiều công trình nghiên cứu có giá trị, góp phần làm sáng tỏ những vấn đề về lý luận và thực tiễn của Phật giáo, đáp ứng nhu cầu tu học và nghiên cứu của Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Trong đó phải kể đến công trình dịch thuật và ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam, nay gọi là Tam Tạng Thánh Điển Phật giáo Việt Nam. Đây là công trình mang tầm vóc lịch sử, góp phần quan trọng vào việc bảo tồn và phát triển tinh hoa Phật giáo Việt Nam trong lịch sử, đáp ứng nhu cầu tâm linh ngày càng cao của đồng bào Phật tử, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, văn minh khi bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. 35 năm trôi qua, những đóng góp của Chư Tôn Đức nơi đây đã tạo nên Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam ngày càng quy mô chuyên nghiệp, cùng những công trình nghiên cứu, những tác phẩm xuất bản, những hội thảo trong và ngoài nước chất lượng đã khẳng định tâm và tầm cũng như vị thế của Phật giáo Việt Nam. Di sản mà Viện để lại ngoài những công trình kinh luật luận còn là con đường dấn thân phụng sự, hết lòng nghiên cứu, không ngừng học tập vì lợi ích cho số đông, vì sự trường tồn của Phật giáo, để hàng hậu học còn mãi noi gương.